Kinh Bát Đê Hoàng Hậu Quán Lạc Đại Chứng Tinh Tu Bộ Niết Bàn Kinh số 0391 Nguyên Tế Hán Ngữ Vì Dịch Thích Nữ Như Tuyết Hán Dịch Đời Tây Tấn Tam Tạng Trúc Pháp Hộ Người Nước Nguyệt Thị Vì Dịch Thích Nữ Đức Thuần. Đúng thật như thế chúng tôi được nghe. Một thời Đức Phật thuyết pháp cho các đại tỳ kheo tăng rồi ngồi trong khu kỳ thụ cấp cô độc viên nước Xá Vệ. Lúc ấy A Nan quỳ trước Thế Tôn chắp tay bạch: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con có điều muốn hỏi, xin Phật chỉ dạy. Đó là sau khi Phật nhập Niết Bàn, bốn chúng đệ tử tỳ kheo ni, Ưa Bà Tất, Ưa Bà Di phải thực hành nghi lễ tắm Phật vào ngày rằm tháng 7 như thế nào? Phật bảo A Nan: Tắm Phật vào ngày mãn hạ là tạo phúc, mong người được độ, cho nên mỗi người bớt ít tiền của nhín chút Phật quý để cầu phúc xuất thế, nên cúng dường vào chùa để chi dụng cho việc hương đèn, sửa sang tượng Phật in kinh. Nếu cúng dường chúng tăng bố thí cho người nghèo, thì nên thiết lập trai hội, không được hứa chi rồi mà sau không chịu xuất. Như thế là mắc nợ Phật trong đời này, do miệng và ý của mình gây ra, nên sẽ phạm tội dậm ngữ. Vì sao? Vì Phật lập bồn để làm lễ, pha năm thứ nước thơm vào đó rồi tự tay mình tắm Phật. Vì thầy nhận phẩm vật sẽ chú nguyện lễ này. Lúc đó trời rồng quỷ thần đều chứng biết người này lấy tài vật của năm nhà, các xén phần sử dụng của vợ con để cầu phúc lợi mà lại không chịu chi ra, nên bị mất năm tội, đọa vào ba đường ác. Năm tội: một, của cái ngày càng hao hụt; hai, mất niềm vui; ba, bất lợi về kinh doanh; bốn, bị tra khảo đau đớn khôn xiết trong địa ngục Tái Sơn; năm, đời sau sanh ra sẽ làm nô tỳ, trâu ngựa, la lừa, lạc đà hoặc làm heo dê. Ba đường ác: một, đọa làm ngạ quỷ; hai, đọa làm loài súc sinh cầm thú; ba, đọa vào địa ngục. Đã qua 18 tầng nơi ấy, tuổi ấy không thể tính kể. Ngày rằm tháng 7, tự mình nghĩ đến cha mẹ bảy đời, bà con năm họ đang bị đọa đường ba đường ác, chịu nhiều khổ sở. Do vậy Đức Phật dạy làm lễ tạo phúc để giúp cho họ thoát khỏi những cảnh khổ đau ấy, nên gọi là quán lạc. Phật là vua trong ba cõi, chẳng ăn uống như người thế gian. Những vật kia đều phân chia cho chúng tăng, không nên giữ riêng cho mình. Nếu giữ riêng sẽ phạm trọng tội. Nếu không có chúng tăng để phân phát, thì nên bố thí cho người nghèo khổ, cô độc, già yếu. Đó là gieo trồng căn lành vậy. Các hàng đệ tử nghe kinh xong, vui vẻ lễ Phật rồi lui ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.